Hiện tại thì 5 chỗ ngồi gầm cao thì đang được rất là nhiều quý khách hàng, quý cô bác, quý anh chị em quan tâm. Thì tiếp theo hôm nay Hương sẽ lại lên sóng và báo giá về một chiếc xe 5 chỗ ngồi gầm cao đến từ nhà Hyundai, một chiếc xe Tucson máy xăng 2 cầu số tự động đẹp và với biển số là đầu của biển Hà Nội các bác nhé. Với nước sơn màu nâu cực kỳ đẹp luôn. 5 chỗ ngồi gầm cao, cao dàn mát máy thì những cái mùa mưa, mùa lụt nội hay những cái khu vực mặt đường xấu thì 5 chỗ ngồi gầm cao nó chấp hết mọi địa hình. Khi mà các bác ngồi lên trên xe, cái trải nghiệm các bác ngồi thì nó sẽ cao hơn, tầm mắt của mình nhìn nó sẽ thoáng hơn những dòng xe 5 chỗ ngồi gầm thấp các bác nhé. Son si sạch đẹp, máy số ngon, số tự động 2 cầu, máy xăng em Hương đang bán chiếc Tucson 5 chỗ ngồi SUV gầm cao với giá là 455 triệu. Những bác nào quan tâm về dòng xe gia đình 5 chỗ ngồi gầm cao form dáng đẹp như thế này thì nhấc máy lên và liên hệ cho em Lê Hương có hotline 0354602790 để được em Lê Hương tư vấn ạ. Phanh ABS chống bó cứng đầy đủ cho em rồi, cửa sổ trời toàn cảnh này. Phím mở một trạm thông minh trên cánh cửa, một chiếc xe 5 chỗ ngồi gầm cao thì nam hay là nữ thì đều có thể trải nghiệm và form dáng cực kỳ xinh luôn. Trên hai tay nắm cửa phía trước có phím mở một trạm thông minh này. Ghế lái của bên bác tài sẽ là ghế lái chỉnh điện nhé. Ghế lái chỉnh điện với động cơ trang bị 2.0 cho chiếc xe 5 chỗ ngồi gầm cao của em Hương đây ạ. Một chiếc xe 5 chỗ ngồi như thế này đáp ứng đầy đủ cho mình những cảm giác khi các bác trải nghiệm đồ chơi công nghệ đầy đủ rồi. Và tất nhiên keo chỉ bốn cánh cửa đều phải là keo chỉ zin. Nếu mà nhìn như thế này thì nội thất của em này thì cũng gọi là tương đối thôi. Nội thất mà là ghế da màu nâu, cực kỳ sang trọng sạch sẽ nhưng mà là tương đối. Nếu mà đẹp xuất sắc thì không đẹp, nó không đẹp được như máy móc của nó. Vì ghế da mà ít hay nhiều khi mà sử dụng theo 5 tháng nó cũng sẽ bị một chút gì đấy gọi là lão hóa đi, giống như làn da của người con gái vậy. Xe được trang bị đề lỗ thông minh này, điều hòa auto các bác nhé. Túi khí an toàn trang bị bên ghế phụ và túi khí an toàn trang bị trên vô lăng mắc tài. Trên vô lăng mắc tài thiết kế 4 chỗ cũng có tổ hợp phím bấm nghe gọi, tăng giảm âm lượng rồi. Màn hình giải trí OLED 10 inch, cửa sổ trời toàn cảnh cho em. Cửa sổ trời toàn cảnh với những cái đèn trần này các bác, đèn đọc sách, đèn trần đầy đủ cho em. 5 chỗ ngồi gầm cao mang lại cho người lái, người ngồi trên xe rất là thoải mái. Form dáng rất là rộng luôn. Form dáng rất là rộng luôn. Từng cái con ốc này các bác nhìn, từng cái con ốc ếch nhái này nhìn vẫn rất là đẹp này. Tất cả những cái phần tì tay như thế này thì đều là da mềm cao cấp các bác nhé. Sáp ly không hề bóng, không hề mòn. Có nút mở một trạm thông minh trên cánh cửa, hai cánh trước và cánh cửa thì đều là keo chỉ zin. Có cái phím này, cái nút này là để các bác là chống trẻ nhỏ đấy ạ. An toàn trẻ nhỏ khi các bác chốt xe lại, chốt cánh cửa lại thì con không thể tự ý mở cửa ra được. Phanh ABS cả 4 bánh cho em. Một chiếc xe siêu cấp SUV 5 chỗ ngồi gầm cao Tucson 2 cầu, số tự động đẹp. Và em Tucson này là máy xăng. Phía sau xe đây ạ, màn hình giải trí cam hành trình, cam lùi đầy đủ hết rồi. Khoang hành lý cũng cực kỳ rộng rãi luôn các bác nhé. Đây ạ, biển Hà Nội này. Mở phím khóa này, các bác mở cốp của em này cũng là mở khóa điện cho em ạ. Mở cốp xe sẽ là mở phím bằng khóa khiển điện các bác nhé. Khoang cốp của phía sau này, em còn nghĩ là đây là một cái giường ấy. Thật sự nếu như bác nào mà hay có hay cãi vợ hay đi uống bia về muộn thì em nghĩ các bác nên sắm cho mình một chiếc xe SUV 5 chỗ ngồi gầm cao. Vì khoang hành lý của em nó này rất là rộng rãi luôn. Nếu như các bác mà có nhỡ may mà về muộn vợ chốt cửa không cho vào thì em nghĩ đây các bác có thể ngủ luôn tại xe cũng được. Ngủ luôn tại xe. Trên xe cũng trang bị phần khoang cốp có một cái cổng sạc 12V này, đèn đóm đầy đủ rồi. Khoang cốp cực kỳ rộng rãi và sạch sẽ luôn. Phía sau trong bên tận bên sâu đây thì vẫn còn lốp sâu cua, dụng cụ tăng kích lốp còn nguyên và đầy đủ cho em các bác nhé. Khoang cốp quá là lý tưởng này, khoang hành lý đây cực kỳ chất lượng luôn. Máng nước hai bên không hề bị đâm xô hay là ngập nước này. Keo chỉ zin đầy đủ cho em rồi. Lắp capo cũng vậy luôn nhá. Đây à, em sẽ quay luôn này, kể cả những cái lốt thoát nước này hay phần nắp capo này hay từng con ốc ở phần nắp capo cũng không hề bị bặn mở gì ạ. Tucson 2 cầu, máy xăng, số tự động đẹp, giá chỉ hơn 400 triệu thôi. Các khách hàng nhà mình có thể sở hữu một chiếc xe 5 chỗ ngồi gầm cao với khoang cốp cực kỳ lý tưởng này. Nhìn nước sơn màu nâu đẹp với những đường dập lổi trên thân xe. Cũng có những cái đường uốn lượn nhìn rất là mềm mại luôn, không hề bị thô đâu ạ. Đấy, chi tiết luôn. Một video rất là chi tiết luôn để khách hàng nhà mình có một cái nhìn tổng quan hơn, đánh giá được thẩm được chất lượng của xe. Khi mua xe bên em
em sẽ cam kết cho mình là không đâm xô và không ngập nước, không tranh chấp giấy tờ. Tất cả những cái phạt nguội em đã check hết rồi, các bác hoàn toàn yên tâm. Chiếc Tucson này có khóa cầu V-Side đầy đủ rồi các bác này. Vô lăng đây, màn hình giải trí ghế da này, ghế lái là ghế chỉnh điện luôn. Ghế lái là ghế chỉnh điện này, chỉnh điện 8 hướng đây. Kể cả những cái thông số này vẫn còn nguyên và đầy đủ nhá. Móc khóa này, từng con ốc nhỏ nhất luôn. Gương kính thì tất nhiên là điều chỉnh bằng auto tự động rồi. Cụp mở xòe tự động cho em. Khóa cầu V-Side đầy đủ rồi. Vừa rồi thì em đã quay bên trong cũng như là bên ngoài của nội thất, ngoại thất về xe. Phanh ABS đầy đủ cả 4 bánh này, dàn lốp cực kỳ dày dặn luôn. Bây giờ thì em sẽ quay sâu hơn nữa vào trong khoang động cơ, máy móc, một trong những cái bộ phận mà quan trọng nhất mà khi các bác đi xem xe nhé. Đây, có đèn bi salon này, có thêm một cái dải đèn led dài như thế này luôn. Dải đèn mắt này rất là đẹp luôn ạ. Còn đây sẽ là trái tim của chiếc xe đây ạ. Còn đây là bên trong khoang động cơ máy móc của chiếc xe Tucson đời 2011, động cơ trang bị 2.0, số tự động đẹp, và em này là hai cầu máy xăng. Máng nước hai bên, ụ giảm chấn giảm sóc đây. Bốn máy cực khỏe này, nhìn sâu các bác con thấy này. Còn nguyên bản những cái bút chấm sơn QC của nhà sản xuất đây ạ. Hệ thống phanh ABS chống bó cứng đầy đủ cho em nhé. Cả các cái quạt ốc mặt thanh ngang này, không hề bị vặn mở gì đâu ạ. Đây ạ, máy móc cực kỳ đẹp luôn, sáng choang luôn nhé. Quay lên phần lắp cabo này, cái cả thảm chống nóng giảm nhiệt còn nguyên này. Nếu như mà xe xấu, xe lát nó sẽ lát hết ra, nó không giữ được cái thảm ở đâu ạ. Keo chỉ zin đầy đủ, lắp cabo, lắp cốp và bốn cánh cửa này. Máy móc thì cực ngon luôn. Vừa rồi thì em Lê Hương đã lên sóng và báo giá về một chiếc xe 5 chỗ ngồi gầm cao, một chiếc Tucson máy xăng 2 cầu số tự động đời 2011, giá chào bán 455 triệu. Những bác nào thật sự quan tâm về chiếc xe SUV 5 chỗ ngồi gầm cao của em Hương thì nhấc máy lên và liên hệ cho em Lê Hương có hotline 0354602790. Còn bây giờ thì em xin chào và hẹn gặp lại tất cả khách hàng vào 11:30 các ngày trong tuần, thì em sẽ có buổi báo giá trực tiếp trên fanpage Lê Hương ô tô Hải Dương. Rất mong khách hàng sẽ quan tâm và ủng hộ nhé. Địa chỉ bên em 51 Thanh Xá, Liên Hồng, thành phố Hải Dương. Còn bây giờ thì em xin chào và hẹn gặp lại ạ.